Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Tiết mục tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng KB & Associates Income Tax Inc, nơi phục vụ quý vị trong những dịch vụ như bookkeeping, tax planning, living trust, cùng với đầy đủ các loại bảo hiểm cho nhà cửa và sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Đình Võ 714-531-8192. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Chỉ với một chiếc ba lô, một chiếc lều xách tay và một chiếc túi nhỏ, ông Công, một di dân Trung Quốc 47 tuổi, là một trong số hơn chục di dân, bước lên bờ đá của sông Chukunaquit ở Lajas Blancas, Panama, từ một chiếc thuyền gỗ chật hẹp. Chính quyền Biden phát động một loạt hành động chống lại Trung Quốc trong những ngày gần đây, duy trì áp lực lên đối thủ chiến lược quan trọng của Mỹ, ngay cả khi Washington đang tập trung vào các mặt trận cấp bách hơn, bao gồm cả cuộc chiến ở Gaza và Ukraine. Quân đội Mỹ ngày thứ Bảy đã thực hiện đợt thả hàng viện trợ đầu tiên xuống dải Gaza sau vụ người Palestine tử vong trong lúc họ cố gắng giành giật những xe tải chở thực phẩm. Tàu Ruby Mar thuộc sở hữu của Anh bị những phần tử chủ chiến Houthi tấn công vào tháng trước đã chìm ở Biển Đỏ và có thể gây ra một thảm họa môi trường từ những kiện hàng phân bón trên tàu. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga làm nhiều nạn nhân bao gồm một trẻ sơ sinh và một em nhỏ 2 tuổi thiệt mạng vào ngày thứ Bảy, lẽ ra có thể tránh được nếu Ukraine không bị thiếu vũ khí. Người Nga ngày thứ Bảy xếp hàng để đặt hoa trước mộ của chính trị gia đối lập quá cố Alexei Navalny. Những người đến viếng ca ngợi ông là biểu tượng của hy vọng và bền chí một ngày sau khi ông được an táng ở mặt tư hòa. Trung Quốc khó có thể giúp Hoa Kỳ phá vỡ hợp tác quân sự giữa Bắc Hàn với Nga vì Trung Quốc coi hành động đó là tự hủy hoại chính mình mà củng cố cho các mục tiêu của Mỹ ở châu Âu và châu Á. Hôm 1 tháng 3, các quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức phiên đối thoại thứ 10 về châu Á-Thái Bình Dương, đề cập đến quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giam ông Hoàng Việt Khánh, cáo buộc rằng ông sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, hình ảnh bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam và xúc phạm ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng này. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chỉ với một chiếc ba lô, một chiếc lều xách tay và một chiếc túi nhỏ, ông Công, một di dân Trung Quốc 47 tuổi, là một trong số hơn chục di dân, bước lên bờ đá của sông Chukunaquit ở Lajas Blancas, Panama, từ một chiếc thuyền gỗ chật hẹp. Một hành trình bắt đầu ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Ông Công từ chối cung cấp tên đầy đủ của mình với lý do lo ngại về an ninh. Đi bộ qua bờ sông dưới nắng nóng trong chiếc áo phông dài tay màu đen, quần đùi thể thao màu đen và đôi dép màu trắng. Ông hơi khập khiễng vì do trượt chân khi băng qua sông trước đó trong cuộc hành trình. Di dân từ Trung Quốc là nhóm di dân tăng nhanh nhất, đi qua hành trình dài đến biên giới Hoa Kỳ, vượt qua Darien's Gap, nguy hiểm của Panama và mạo hiểm với cái chết và bệnh tật là một phần quan trọng của hành trình đó. Khi hỏi ông vì sao ông lại vượt ngàn dặm đến một đất nước mà ông chưa từng đặt chân đến, ông trả lời, tự do. Ông Công cho biết ở Trung Quốc không có tự do, điều này khiến ông chán nản. Ông Công không phải là người duy nhất quyết định thực hiện chuyến đi tới biên giới Hoa Kỳ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ cho biết hơn 37.000 di dân Trung Quốc đã bị giam giữ tại biên giới Mỹ và Mexico vào năm 2023, gấp 10 lần so với năm trước. Chỉ riêng tại khu vực San Diego, các quan chức tuần tra biên giới Hoa Kỳ đã thực hiện hơn 140.000 vụ bắt giữ kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, trong đó có khoảng 20.000 người từ Trung Quốc, tăng 500% so với cùng kỳ năm trước.
Sau khi vượt biên, những di dân trình diện nhân viên tuần tra biên giới và tuyên bố ý định xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Họ trải qua tiến trình làm hồ sơ và dễ dàng được trả tự do trong vòng 72 giờ. Theo Bộ Tư pháp, 55% di dân Trung Quốc đã được cấp tị nạn vào năm ngoái. Sự gia tăng đáng kể số lượng di dân Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh quốc gia ở Mỹ, với một số câu hỏi liệu có gián điệp Trung Quốc trong số họ hay không. Dân biểu Cộng hòa Matt Gaetz, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về làn sóng di dân Trung Quốc vào Hoa Kỳ vào tháng 6 năm ngoái, cho rằng phần lớn là những người đàn ông trong độ tuổi quân dịch, có mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân đội Giải phóng Nhân dân. Dân biểu Green và Thượng nghị sĩ Marco Rubio cùng dân biểu Troy Inez đã giới thiệu đạo luật không cho tị nạn các gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm ngoái. Nếu được thông qua, sẽ ngăn ngừa các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc xin tị nạn tại Mỹ. Dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho thấy, tổng số kể từ đầu năm 2023 tới nay hiện ở mức 64.979. Chính quyền Biden phát động một loạt hành động chống lại Trung Quốc trong những ngày gần đây, duy trì áp lực lên đối thủ chiến lược quan trọng của Mỹ, ngay cả khi Washington đang tập trung vào các mặt trận cấp bách hơn, bao gồm cả cuộc chiến ở Gaza và Ukraine. Trong khoảng thời gian một tuần, chính quyền Mỹ đã công bố một sắc lệnh nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của người Mỹ khỏi các đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc. Tiến hành một cuộc điều tra về các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn từ các xe cộ có nối kết điện tử, dùng công nghệ Trung Quốc và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể Trung Quốc vì hỗ trợ Nga xâm chiếm Ukraine. Những hành động mà Tổng thống Joe Biden thực hiện trái ngược với những tháng quan hệ nồng ấm hơn sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 ở California giữa ông và ông Tập Cận Bình. Một cuộc gặp nhằm cải thiện mối quan hệ song phương đã xuống dốc thật thấp nhất trong nhiều thập niên do đối đầu và mất lòng tin. Kể từ hội nghị thượng đỉnh đó, giao tiếp ngoại giao đã tăng lên từ cả hai bên, bao gồm cả việc nối lại các cuộc đàm phán quân sự vốn đã bị đóng băng sau chuyến thăm Đài Loan năm 2022 của cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Khởi động lại các cuộc đàm phán cấp tham mưu vào đầu tháng 1 là chìa khóa để đảm bảo hai bên tránh được căng thẳng lớn xuyên eo biển trong cuộc bầu cử ở Đài Loan. Hai bên cũng đã thành lập một nhóm công tác nhằm ngăn chặn dòng chảy của các chất từ Trung Quốc dùng trong sản xuất fentanyl và các loại ma túy tổng hợp khác được bán ở Mỹ. Một dấu hiệu hợp tác khác giữa hai siêu cường. Mối quan hệ được cải thiện đến mức Bắc Kinh đã đánh dấu kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung vào tháng 1 bằng một bữa tiệc lớn, trong đó Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hứa rằng những chú gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc vốn được nhiều du khách Mỹ yêu thích sẽ quay trở lại Mỹ vào cuối năm nay. Quân đội Mỹ ngày thứ Bảy đã thực hiện một đợt thả hàng viện trợ đầu tiên xuống dải Gaza sau vụ người Palestine tử vong trong lúc họ cố gắng giành giật những xe tải chở thực phẩm. Các quốc gia khác bao gồm Jordan và Pháp đã tiến hành thả hàng viện trợ xuống Gaza, nơi văn phòng điều phối sự vụ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết 1/4 dân số, 576.000 người, chỉ còn một bước nữa là lâm vào cảnh đói ăn. Máy bay vận tải C-130 của Mỹ đã thả hơn 38.000 bữa ăn dọc theo đường bờ biển Địa Trung Hải của Gaza. Lực lượng Jordan cũng tham gia chiến dịch. Một quan chức Mỹ nói rằng các đợt thả hàng diễn ra ở Tây Nam Gaza và thị trấn Mawasi. Hoa Kỳ nói các đợt thả hàng sẽ là một nỗ lực liên tục và Israel ủng hộ biện pháp này. Dưới áp lực trong và ngoài nước, chính quyền của Tổng thống Biden cũng đang xem xét đưa viện trợ tới bằng đường biển từ đảo Cyprus, cách bờ biển Gaza khoảng 210 hải lý. Mỹ trong những tháng qua đã kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào Gaza, điều mà Israel vẫn kháng cự. Nhà chức trách y tế của Gaza cho biết lực lượng Israel đã giết chết hơn 100 người khi họ tìm cách tràn vào một đoàn xe cứu trợ gần thành phố Gaza hôm thứ Năm. Người Palestine đang đối mặt với tình thế ngày càng khốn quẫn sau gần 5 tháng chiến tranh.
Israel nói phần lớn những người tử vong là do đám đông vây quanh các chiếc xe cứu trợ, nói rằng các nạn nhân đã bị giẫm đạp hoặc bị xe cán. Một quan chức Israel cũng cho biết quân đội trong một phản ứng hạn chế sau đó đã bắn vào đám đông mà họ cảm thấy đang đe dọa họ. Israel nói họ cam kết cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza và cáo buộc các phần tử chủ chiến Hamas gây nguy hiểm cho thường dân Palestine bằng cách sử dụng họ làm lá chắn sống. Tàu Ruby Mar thuộc sở hữu của Anh bị những phần tử chủ chiến Houthi tấn công vào tháng trước đã chìm ở Biển Đỏ và có thể gây ra một thảm họa môi trường từ những kiện hàng phân bón trên tàu. Nếu được xác nhận, đây sẽ là tàu đầu tiên bị chìm kể từ khi lực lượng Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu tấn công hoạt động vận tải thương mại vào tháng 11. Buộc các công ty vận tải phải chuyển hướng tàu sang tuyến đường dài hơn, đắt tiền hơn quanh cực Nam Châu Phi. Người Houthi được Iran hậu thuẫn, lực lượng kiểm soát miền Bắc Yemen và các trung tâm lớn khác nói họ đang hành động đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Các cuộc tấn công của họ đã dẫn tới một loạt các cuộc không kích nhắm vào các vị trí của họ được thực hiện bởi Mỹ, Anh và các hải quân khác gửi tàu đến khu vực nhằm cố gắng bảo vệ tuyến đường thương mại thiết yếu. Bộ Quốc phòng Ý ngày thứ Bảy cho biết, một trong những tàu hải quân của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái về phía nước này ở Biển Đỏ. Ngày thứ Hai, một nhóm từ chính phủ Yemen đã ra xem tàu chở hàng Rubimore mang cờ Belize và cho biết nó đã bị chìm một phần. Một phát biểu của chính phủ ngày thứ Bảy nói con tàu đã chìm ở phía nam Biển Đỏ vào tối ngày thứ Sáu. Hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ không trả lời ngay lập tức yêu cầu xác nhận vụ chìm tàu. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh ngày thứ Bảy báo cáo một vụ chìm tàu nhưng không xác định đó là tàu gì. Quân đội Mỹ trước đó cho biết vụ tấn công đã gây hư hại đáng kể cho tàu chở hàng và gây ra vết dầu loang dài 18 dặm. Quân đội Mỹ nói tàu đang chở hơn 41.000 tấn phân bón khi bị tấn công. Ahmed Awad bin Mubarak, Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Yemen, được quốc tế công nhận ở Aden, nói trên mạng xã hội X rằng vụ chìm tàu Rubimore là một thảm họa môi trường mà Yemen và khu vực chưa từng trải qua trước đây. Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và được Ả Rập Saudi hậu thuẫn đã làm chiến với lực lượng Houthi kể từ năm 2014. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga làm nhiều nạn nhân bao gồm một trẻ sơ sinh và một em nhỏ 2 tuổi thiệt mạng vào ngày thứ Bảy, lẽ ra có thể tránh được nếu Ukraine không bị thiếu vũ khí. 7 nhà lãnh đạo phương Tây đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine trong 2 tháng qua, khi Ukraine nỗ lực lắp lỗ hổng lớn trong kho dự trữ với gói hỗ trợ quân sự trọng yếu của Mỹ, bị mắc kẹt tại Quốc hội Hoa Kỳ trong nhiều tháng. Trong khi cơ quan dịch vụ khẩn cấp đăng hình ảnh các thi thể được kéo ra từ đống đổ nát của một khu chung cư ở thành phố cảng phía nam Odessa, ông cũng sử dụng bài phát biểu video hàng đêm của mình để gửi thông điệp mạnh mẽ tới tư lệnh quân đội mới, Oleksandr Sutsky, người thay thế ông Valery Zelensky vào tháng trước. Ông nói ông trông chờ một báo cáo chi tiết và các đề nghị cụ thể cho những thay đổi tiếp theo từ ông Sutsky khi ông trở về từ mặt trận vào đầu tuần. Nhân viên cứu cấp đã kéo được 8 thi thể ra khỏi đống đổ nát và vẫn đang tìm kiếm thêm vào đêm khuya. Ông Zelensky trước đó cho biết một máy bay không người lái Shahed do Iran cung cấp đã phá hủy 18 căn nhà trong một khu chung cư. Oleg Kiber, thống đốc khu vực nói, những người lớn thiệt mạng bao gồm 3 người đàn ông 35, 40 và 54 tuổi, cùng 2 người phụ nữ 31 và 73 tuổi, 8 người bị thương, trong đó có một bé gái 3 tuổi. Ông Zelensky nói nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ tấn công là Timofey, 4 tháng tuổi, và Mark, 2 tuổi. Tại hiện trường, khói bốc lên từ đống đổ nát rải rác trên mặt đất, nơi máy bay không người lái làm hư hại vài tầng của tòa nhà. Cơ quan tình huống khẩn cấp nhà nước Ukraine đăng tải những bức ảnh, trong đó có em nhỏ đã chết, được lực lượng cứu hộ đưa vào túi đựng xác. Nga đã gửi đi hàng ngàn máy bay không người lái có cánh tầm xa này trong suốt cuộc chiến nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong Ukraine.
Người Nga ngày thứ Bảy xếp hàng để đặt hoa trước mộ của chính trị gia đối lập quá cố Alexei Navalny. Những người đến viếng ca ngợi ông là biểu tượng của hy vọng và bền chí một ngày sau khi ông được an táng ở mặt tư khoa. Mẹ của ông Navalny, Lyudmila, nằm trong số những người đến viếng. Bà đến thăm mộ con trai vào ngày thứ Hai, cùng với mẹ vợ của ông Navalny. Cả hai người phụ nữ đều mặc đồ đen, lặng lẽ đứng trước mộ trước khi rời đi. Ông Navalny, người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin gay gắt nhất trong nước Nga, qua đời ở tuổi 47 tại trại giam Bắc Cực vào ngày 16 tháng 2. Những người ủng hộ nói ông đã bị sát hại. Hàng ngàn người đã tham dự buổi lễ tiễn biệt ông Navalny hôm thứ Sáu. Một số người hô vang tên ông và nói rằng họ sẽ không tha thứ cho chính quyền Nga về cái chết của ông. Đến thứ Bảy, ngôi mộ tại một nghĩa trang ở Moscow, không xa nơi ông từng sống, đã phủ đầy hoa do hàng ngàn người đến viếng để lại. Nga đã bác bỏ cáo buộc tham nhũng của ông Navalny và cáo buộc của ông nói rằng ông Putin có khối tài sản cá nhân khổng lồ. Phong trào của ông Navalny bị đặt ngoài vòng pháp luật và hầu hết các đồng minh cao cấp của ông đã rời khỏi Nga và hiện sống ở châu Âu. Cảnh sát Nga theo dõi nhưng không can thiệp khi những người đến viếng đặt hoa trước mộ ông Navalny vào ngày thứ Bảy. Tổ chức nhân quyền OVD Info cho biết 91 người đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu tại 12 thị trấn và thành phố, bao gồm cả Mạc Tư Khoa. Trung Quốc khó có thể giúp Hoa Kỳ phá vỡ hợp tác quân sự giữa Bắc Hàn với Nga vì Trung Quốc coi hành động đó là tự hủy hoại chính mình mà củng cố cho các mục tiêu của Mỹ ở châu Âu và châu Á. Ông Daniel DeBetris, một thành viên tại Tổ chức các ưu tiên quốc phòng, nhận xét rằng với chính sách của Mỹ ở châu Á và nỗ lực không ngừng của Washington nhằm kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực, Bắc Kinh không có lý do gì để hỗ trợ Mỹ, thậm chí là gián tiếp về một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu của Mỹ, thất bại của Nga ở Ukraine. Đối với Trung Quốc, Bắc Hàn không phải là một vấn đề phải giải quyết, mà là một quân bài trong cuộc cạnh tranh với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ quay sang Trung Quốc để kiềm chế các hoạt động phi đạn của Bắc Hàn, hiện đã mở rộng ra ngoài Đông Á đến châu Âu, nơi cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã kéo sang năm thứ ba. Cơ quan an ninh Ukraine ngày 22 tháng 2 cho biết, phi đạn của Bắc Hàn đã giết chết và làm bị thương dân thường ở các thành phố Zaporizhia, Kyiv, Donetsk và Kharkiv của Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái. Ngày hôm sau, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng quan chức cấp cao của họ về Bắc Hàn Yun Park đã hội đàm với đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề bán đảo Triều Tiên, Lưu Hữu Minh. Tuyên bố của Mỹ cho biết hai bên đã thảo luận về hành vi leo thang và gây bất ổn ngày càng tăng của Bắc Hàn, cũng như sự hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng với Nga, thông qua hội nghị trực tuyến. Mỹ nói Bắc Hàn đã gửi hơn 10.000 container vũ khí tới Nga kể từ tháng 9 năm ngoái, khi Hoa Kỳ công bố gói chế tài nhắm vào Moscow vào ngày 23 tháng 2. Cuộc hội đàm diễn ra sau cuộc thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về Bắc Hàn với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị an ninh Munich ngày 16 tháng 2. Đáp lại cuộc đàm phán tuần trước, ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên của Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington nói rằng Trung Quốc không có ý định can thiệp vào sự hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền là Bắc Hàn và Nga. Ông gọi hai nước là láng giềng thân thiện của Trung Quốc. Bắc Hàn dường như đã tăng tốc chuyển giao vũ khí để bổ sung vũ khí mà Nga cần để chống lại Ukraine kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đổi lại, ông Kim đang tìm kiếm công nghệ của Nga để cải tiến vũ khí của mình. Hôm 1 tháng 3, các quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức phiên đối thoại thứ 10 về châu Á-Thái Bình Dương, đề cập đến quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Ngày 1 tháng 3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Kristenbrink đồng chủ trì cuộc đối thoại này. Dịp này, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các cơ chế đối thoại, thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước,
góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, trợ lý Ngoại trưởng Kristen Brink có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc. Hai ông trao đổi các biện pháp triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Kristen Brink đang có chuyến công du đến 5 quốc gia Đông Nam Á, gồm Singapore, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Brunei, từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3, để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ với các đồng minh và đối tác ở khu vực này. Mục đích chuyến đi đến Hà Nội của ông Kristen Brink là tìm cách làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng, cởi mở, kiên cường và hòa bình. Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giam ông Hoàng Việt Khánh, cáo buộc rằng ông sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, hình ảnh bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam và xúc phạm ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng này. Ông Hoàng Việt Khánh, 41 tuổi, bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tin tức cho biết, cơ quan chức năng phát hiện ông Khánh sử dụng một số tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán các bài viết, video clip, hình ảnh bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cơ quan an ninh điều tra cho rằng, các nội dung ông Khánh đăng tải là sai sự thật, xuyên tạc bóp méo tình hình thực tế, đả kích các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Vụ bắt ông Khánh là vụ mới nhất liên quan đến cáo buộc theo Điều 117, điều luật mà các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng có những điều khoản mơ hồ nhằm bịt miệng các tiếng nói ôn hòa. Vào cuối tháng trước, Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam ông Phạm Văn Chờ, cũng theo Điều 117, cho rằng ông phát livestream trên Facebook để bôi nhọ xúc phạm Đảng, Nhà nước, ông Hồ Chí Minh. Một ngày trước vụ bắt ông Khánh, chính quyền Hà Nội hôm 29 tháng 2, trong hai vụ riêng biệt đã bắt giam nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến, cũng với cùng cáo buộc theo Điều 117, và nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, nhưng chưa rõ cáo buộc vào tội gì. Đây là những vụ bắt giữ mới nhất nhắm vào giới người bất đồng chính kiến. Các vụ bắt bớ này tiếp nối vào một loạt các vụ tương tự mà Công an Việt Nam đã thực hiện trong năm 2023, gây quan ngại đối với Hoa Kỳ, các nước phương Tây và những tổ chức quốc tế cổ suý cho nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Chính quyền Việt Nam thường lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái mến chào.